Đấy, khi như hôm nay Ran chuẩn bị nấu món KitKat mọi người, từ từ để tôi cho mọi người xem cái bao bì nó nói là ghi bảo là bỏ vô cái lò vi sóng được, tức là tôi bắc lên chảo tôi đánh múc được được. Đó coi đi, kiểu mà bảo tôi sủi chim nó có tôi bị thiểu năng. À, tôi còn cái này nữa, có thể vứt vô tủ lạnh được. Cái bánh này vô lăng thật, không đa năng như tôi. Ủa, bây giờ mình nhận mình là bò vàng nó có lên nhỉ? Ừ bà, chắc không. À đủ. Rồi xong bây giờ mình sẽ nó dán lên để mà nó múp rụt. Đấy. Đệ đệ của Gordon Ramsay thể hiện. Rồi Gordon Ramsay, đấy, đệ của ê, khác quảng cáo lắm nha. Từ từ, nó phải rằng Ron Múp Rụp mà. Từ từ, Ron Múp Rụp của tôi đâu? Ron Múp Rụp cơ mà. Kìa. Tại sao Diu chảy ra Diu? What? Ê! Nó quảng cáo như này thì muốn mình lén cơn đau vào từng hơi thở thì nó thật. Rồi bây giờ là món tráng miệng. Đầu tiên đổ ra, xong thì chắc nhìn như trứng thẻ, nhìn như trứng cho gì vô á. Trứng. Sức của Zuka, nguyên chất, 5000. Bà bán rẻ lắm, mọi người tin tôi đi. Ê cơ mà nói cái này, tôi uống hết cái đống này rồi không có gì để quay mọi người. Lần đầu làm vlog thế này mình có chí hướng ghê. Thôi tôi rửa bát không bị chửi.